Trước giờ bóng lăn, người ta ví cuộc đối đầu giữa Brazil và Hàn Quốc giống như màn đọ sức của samba và cây bốp. Và khi điệu samba quay cuồng trên sân, thì ở khán đài, các cổ động viên Seleção chơi chữ cực hay với slogan cổ vũ đội nhà Korea, BTS, Hàn Quốc, Back to Seoul. Neymar trở lại khiến hàng công biến ảo, tiếp sự tự tin cho các đồng đội. Ai cũng nhảy múa, xử lý bóng quá đẳng cấp như đang thêu hoa dệt gấm trên sân. Tất cả chỉ để khẳng định rằng khoảng cách giữa hai đội rộng như biển lớn với ao hồ. Nói chung, đội tuyển Brazil với nguồn cảm hứng Neymar xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 4-1, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2022. Huấn luyện viên Tite phải nhảy múa theo đúng nghĩa đen sau khi Richarlison ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil trước Hàn Quốc. Hình ảnh đó sẽ là điểm gờ cho các đội còn lại tại World Cup năm nay. Trận đấu ở vòng 1/8 cũng đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của Neymar sau chấn thương. Đó là điều mà người hâm mộ Seleção chờ đợi ở siêu sao 30 tuổi. Tại vòng bảng, Brazil trải qua các trận đấu với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Brazil khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trước Serbia, nhưng đổi lại là chấn thương của Danilo và Neymar. Sau đó tiếp tục là 3 điểm trước Thụy Sĩ, nhưng không trọn vẹn bởi chấn thương của Alexandro. Cuối cùng là thất bại 0-1 trước Cameroon với chấn thương của Alex Telles và Gabriel Jesus. Màn trình diễn nổi bật của Casemiro trước Thụy Sĩ, nỗ lực của Vinicius và Richarlison trong trận đấu với Serbia đều không xua đi sự lo lắng bởi liên tiếp các ca chấn thương. Trong hai trận đấu gần nhất không có Neymar, Brazil thiếu đi một điểm nhấn. Seleção đã thử các giải pháp ngắn hạn. Lucas Paquetá cố gắng lấp đầy khoảng trống của Neymar trong trận đấu với Serbia nhưng không thành. Sau đó, Rodrigo cũng gây thất vọng khi không thể bắt nhịp ở các cuộc đối đầu với Cameroon. Tất nhiên, Neymar không có phong độ ổn định, nhưng quan trọng là nguồn cảm hứng anh mang lại. World Cup 2014, Neymar dính chấn thương và nhìn Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết. Trên đất Nga 4 năm sau, Neymar nhịn đau để thi đấu. Năm nay, pha va chạm với cầu thủ của Serbia đã khơi dậy lại những ký ức buồn với Neymar. Nhưng có lẽ, từng ấy nỗi bất hạnh là đủ. Và mọi thứ đang cho thấy Brazil là ứng cử viên số 1 tại giải đấu năm nay. Trước Hàn Quốc, Neymar có màn trình diễn mê hoặc trong sự kết nối với các vị trí trên sân. Khả năng chuyển đổi liên tục giữa các đội hình khiến đối thủ không thể bắt bài. Và bất cứ sơ đồ nào, Neymar cũng có tầm ảnh hưởng không thể thay thế. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình. Điều đó cho thấy tôi luôn có thể cải thiện, Neymar nói sau trận. Khi Neymar trở lại, các đồng đội cũng trở lại. Paquetá có trận đấu hay nhất từ đầu giải với bàn thắng thứ tư cho thấy sự tự tin rất lớn. Richarlison và Rafinha cũng để lại dấu ấn đậm nét. Trong khi đó, ở hàng thủ, Eder Militao và Danilo khiến Hàn Quốc bế tắc. Và cuối cùng là Casemiro, người có thể thay đổi nhịp độ trận đấu. Tite đề cao tính tập thể và giúp Brazil có sự gắn kết. Điều đó thể hiện qua việc Neymar ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy lên khán đài để ôm Alex Telles. Hai thủ môn dự phòng, Verwijten, cũng được trao cơ hội vào sân ở 10 phút cuối. Tuy nhiên, tất cả những điều trên là vô nghĩa nếu Seleção không thể vô địch. Đối với mỗi cầu thủ khoác lên mình màu áo Brazil, áp lực là rất lớn. Sự xuất hiện của những Rivaldo, Ronaldo de Lima, Cafu và Roberto Carlos trên khán đài đủ để cho thấy sự kỳ vọng lớn đến nhường nào. Tiếp đến là tình trạng sức khỏe ngày một suy giảm của Pele. Trước giải đấu, vua bóng đá đã gửi lời chúc đến toàn đội. Nên hơn ai hết, các ngôi sao của Seleção hiểu được trách nhiệm phải đem chức vô địch về quê nhà. Là cầu thủ Brazil, dù ở thời đại nào cũng phải nhận thức về di sản mà thế hệ đi trước để lại. Chỉ mất 36 phút để Brazil đóng lại cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc tại World Cup bằng 4 bàn thắng. Trong đó, Neymar cho thấy tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Seleção khi hoạt động năng nổ cùng ba vệ tinh là Lucas Paquetá, Richarlison và Rafinha khuấy đảo hàng thủ của đại diện đến từ châu Á. Trong hệ thống 4-2-3-1 của huấn luyện viên Tite, ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đá tự do phía sau trung phong Richarlison. Neymar chơi đúng vai trò của một số 10 để kiến thiết lối chơi của Brazil. Ở phút thứ 7, Neymar chạm bóng sau pha căng ngang của Rafinha tạo cơ hội cho Vinicius Junior sút tung lưới thủ thành Kim Sang-woo của Hàn Quốc. Đến phút 13, Neymar chính thức điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng trên chấm 11m. Đây cũng là bàn đầu tiên của Neymar tại World Cup 2022. Trước đó, chân sút sinh năm 1992 gặp vấn đề mắt cá chân sau trận đấu ra quân gặp Serbia, đã có những lo ngại về việc Neymar phải sớm chia tay giải đấu hoặc nếu trở lại cũng không có phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi này đáp trả những hoài nghi bằng màn trình diễn thuyết phục. Mức CG, tức là bàn thắng kỳ vọng của Neymar trước Hàn Quốc là 1,35, con số khá ấn tượng dù anh chỉ ghi một bàn. Ngoài ra, chân sút 30 tuổi này còn tạo ra hai cơ hội ăn bàn cho đồng đội, chạm bóng 64 lần và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%. Sau khi in dấu giày và hai bàn thắng trước Hàn Quốc, Neymar ăn mừng cùng các đồng đội. Anh nhảy múa vui vẻ bên ngoài đường biên. Tiền đạo 30 tuổi này như chút bỏ được áp lực gặp phải trong 10 ngày qua khi anh phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Ở trên sân, Neymar cũng thoải mái thực hiện các pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc.
Chưa bao giờ người ta thấy Neymar tự tin và vui vẻ đến thế tại World Cup 2022. Những bàn thắng sớm giúp cá nhân Neymar và tập thể Brazil thi đấu hứng khởi. Với 4 cầu thủ tấn công bao gồm Neymar, Seleção khiến hàng thủ Hàn Quốc trải qua một trong những trận đấu căng thẳng và áp lực nhất sự nghiệp. Sự vượt trội về mặt kỹ năng, khả năng chạy chỗ và ra quyết định của nhóm ngôi sao này đơn giản là vượt trội về đối thủ. Sự trở lại đúng thời điểm của Neymar giúp Brazil như hổ mọc thêm cánh. Huấn luyện viên Tite tin rằng tố chất thủ lĩnh và tài năng của Neymar là điều Brazil cần ở thời điểm hiện tại. Hàn Quốc không phải là thuốc thử đủ mạnh với Brazil. Seleção biết cách đánh thẳng vào điểm mạnh nhất của đại diện châu Á là tinh thần thi đấu sau khi dẫn trước đối thủ đến 4-0 trong hiệp 1. Thông qua trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Tite cho thấy dáng dấp của một ứng cử viên vô địch nặng ký. Cách tiếp cận trận đấu, linh hoạt trong vận hành chiến thuật của ban huấn luyện, của các cá nhân biết cách tỏa sáng là lý do giúp Brazil được dư luận đánh giá cao. Ở tứ kết World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Tite sẽ chạm mặt Croatia, đội chật vật đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu trước đó ít giờ. Seleção dĩ nhiên được đánh giá cao hơn sau những gì đã thể hiện.